Con thấy ai thả diều ở đây chưa? Anh thả hả? Bây giờ anh sẽ thả hả? Em nghĩ sao? Nhỏ lớn vậy em, em có thấy ai thả diều ở đây không? Cũng hơi lạ đó. Ok, hôm nay thử nha. Đây là kia thả diều nha. Đây, em thấy hướng gió là nó về hướng này đúng không? Trên từ Lazada với giá 368.400 đồng. Mẹ trả. Mẹ trả chứ không phải. Ok. Bé Tâm sẽ inbox cái chiếc hộp. Đây là người sứa sẽ thả diều sứa. Nếu mà thả không được thì cho sứa bơi. Đúng rồi. Và thấy là ở đây là có một cái cuộn dây ghi là dây thả diều giúp bạn thả một con diều thật là đẹp. Nó rất hồng anh ơi. Không sử dụng dây dẫn điện để thả diều quách đâu. Không sử dụng vật liệu dẫn điện để thả diều quách. Thôi hết đồ mới. Ủa chỗ nó hồng dữ vậy ta? Thì đó, màu rất hồng. Ôi trời ơi. Đi em anh ơi đi. Em sợ nó rớt á. Ý, có dây hướng dẫn không? Bây giờ thôi, giờ để em tháo cái này ra đã. Đầu kiểu thì chắc là cột vô trong một cái máu rồi đó. Thôi là thả thôi, anh nghĩ đúng sẽ đơn giản thôi. Đúng không? Tại sao là gì anh nghĩ? Từ từ, đừng. Cái dây đó là cái rắc rối nhất. Là gắn cái dây này nè. Trời ơi, mà không đọc hướng dẫn sử dụng chứ. Nè, gắn cái này đó. Thấy không nè. Hồi nữa thả rồi còn cái cuộn không đi nha. Đù. Này gọi là gì? Tu rùa hả? Cây, cái chân sứa. Con diều nào mà nó phức tạp gì chưa? Chưa, em chưa thấy con diều nào mà nó nhiều như vậy luôn á. Tại sao nó nhiều màu quá vậy? 350 có khác. Đừng có 350 đô nha, một bên nói 350 đô. Trà sứa đắt giá luôn. Từ từ đi, anh đang control lại mà. What the hell? Sao mà đứt được hả? Chặt nhiều nhà đứt cái quê đó. Sẽ thả ra hướng này. Ừ, bây giờ em quay qua em thả đi tâm sứa. Thả xe. Thì đó em quay ngược làm sao em dơ không lên. Em đứng lên rồi. Anh lên. Không đứng lên, mình dơ thôi cho nó bay vậy thôi rồi anh sẽ níu cái đầu này lại từ. Hả? Ôi. Ok đó. Ù căng ghê. Được quá ta. Anh em thấy là ở đây có một con diều nên nó ở quên một con sứa. Đây giống một sứa thiệt. Đúng sứa thiệt. Ở đây. Ở đây. Đấy. Oh my god. Không, mình thả hết dây luôn cho nó bay cao. Đù nó bay cao và rớt ngoài kia kéo vô kịch bệnh luôn. Không có thao lưng, anh thả một phát là bay luôn. Mà thả ra coi. Thả ra. À, cho cái đuôi xà bần này ra. Rớt ra đi. Lên. Ghê dạ biết thả nhiều. Lên ơi. Woo. Mình phải cột vô đâu đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà làm sao người ta cột vô mà nó bay hoài được. Đúng không? Đừng nha. Đừng có lại. Đừng có lại. Không mệt lắm nha. À đúng sứa chất lặn biển luôn. Chẳng lẽ thất bại ta. Thả lần nữa nha, không được là nghỉ luôn nha. À. Chúng ta sẽ đứng lên luôn. Không có gì mà cản trở được. À, hình như là nó nặng quá nhỉ. À, nó có cái túi nước. Nó có cái túi nước luôn rồi. Phải lấy nước ra. Lấy nước ra mới được. Tưởng con diều này nó nhẹ, đưa cho bé sứa thả. Rốt cuộc con diều này diều ông nội. À, có ai nhìn mình không? Từ từ. Nhìn khinh vậy. Hello. Chúng ta cố gắng lập một cái kỷ lục Guinness ở đây. Người thả diều đầu tiên. Lu. Không phải. Anh thấy là anh nó cột cái gì? Không được lắm nha. Nó lên nè. Vừa tầm rồi đúng không? Ừ, thả lên, cứ thả lên cái thân. Thả lên. Không, lần này mình không có cam được á. Lần này mình chơi lớn luôn rồi hiểu không? Cũng đã thành công đưa lên một cái độ cao gọi là khó có thể nào xuống được. Mình nghĩ là chúng ta sẽ cần lên cao hơn nữa.
vui. Ok, sau nhiều lần vất vả thì mình cũng đã thả được một cái bé sứa lên trên trời. Bé sứa hồng. Em cảm giác như thế nào về con sứa này? Giống em. Ok. Hơi rất là giống em, nhưng mà dễ thương. Em thấy là cái đuôi của nó, của nó có vẻ như là nó đang rối nùi như sợi mì vậy không? Anh có một mission, nhiệm vụ cho em. Hả? Em hãy đu theo cái cọng dây này và leo trên đó giải thoát cho cái mớ mì gói đi. Đừng, lại em ơi. Đừng. Nó như là nó muốn lao xuống vậy. Ok, chúng ta phải canh chừng nó. Vòng. Nó hơi xuống. Dạ, ở đây nắng chói quá, anh em cũng thấy rồi. Có lẽ mình sẽ trích xuất một cái live cam lên để chúng ta nhìn cận cảnh ở đây nha. Không kéo nói chuyện luôn á. Không kéo nói chuyện luôn. Ok, khi mà mình thả lên hồi nãy thì nó có dướng cái khúc đuôi á, nó bị cột lại, mình không biết là đó có phải là nguyên do mà khiến nó có vòng mà nó chúi đầu xuống không. Thả con diều đó, thôi thả con diều này thì ở đây nó khá là mình thấy là hơi khó một chút, nhưng mà nếu chúng ta thả được thì rất là vui. Ok, con diều rất là đáng tiền, mình mua nha. Đây là món quà. Thì ra đây là sự trùng hợp đó. Còn cái bé sứa chúng ta, chúc bé sứa bơi giỏi, thật giỏi nha. Cái là dễ thương. Xinh quá à. Anh mập hơn. Mày kè thích không? Dạ nồng thích. Ok, xin chào anh em nha. I took a bite and now I need more. I don't know how to make this right.